Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc đánh mất châu Âu. Vào năm 2020 được dự kiến là năm ngoại giao của châu Âu, Trung Quốc với một loạt các hội nghị thượng đỉnh cấp cao được lên kế hoạch trong chuyến thăm Đức vào mùa thu năm nay của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã làm thay đổi tất cả khi châu Âu đã có dịp tận mắt chứng kiến những gì mà Trung Quốc đã gây ra cho thế giới. Cách xử lý dịch của Trung Quốc đã làm mất lòng tin của châu Âu. Nhiều quốc gia phương Tây đặt câu hỏi về số ca mắc cũng như số ca tử vong chính thức vì viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc, đồng thời cáo buộc nước này thiếu minh bạch và không cảnh báo sớm về dịch bệnh. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Thụy Điển Anna Lindh đề xuất tiến hành điều tra về các hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới và nguồn gốc của viêm phổi Vũ Hán. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cũng tuyên bố Vương quốc Anh sẽ không còn làm ăn bình thường với Trung Quốc nữa sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Quan điểm này đã được hưởng ứng sau khi các chính trị gia cấp cao của Đảng Bảo thủ viết một thư ngỏ gửi tới Thủ tướng Boris Johnson kêu gọi suy nghĩ lại về quan hệ giữa Anh và Trung Quốc. Cũng vào tháng 4 năm 2020, Thụy Điển đã đóng cửa tất cả các viện khổng tử, các trung tâm văn hóa và ngôn ngữ của Trung Quốc tại nước này và là quốc gia đầu tiên tại châu Âu có động thái như vậy. Trong khi đó, một số thành phố tại Thụy Điển cũng chấm dứt các thỏa thuận thành phố kết nghĩa với các thành phố của Trung Quốc. Trong đó bao gồm cả với quan hệ giữa hai thành phố lớn thứ hai của nước này là Gothenburg với Thượng Hải. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno đã cho biết vào tháng 4 năm 2020 rằng sẽ có một sự phân chia giữa thời điểm trước khi và sau khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán diễn ra trong nền kinh tế toàn cầu. Ông khẳng định như sau: chúng ta phải giảm sự phụ thuộc vào một số đối tác lớn, đặc biệt là Trung Quốc về việc cung cấp một số sản phẩm nhất định và tăng cường khả năng độc lập tối đa của chúng ta trong chuỗi giá trị chiến lược. Và Tổng thống Pháp Macron cũng nhận định trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times rằng rõ ràng đã có những điều đã xảy ra mà chúng tôi không biết về Trung Quốc. Giám đốc chương trình châu Âu tại quỹ Country hoặc vì Hòa bình và Quốc tế đã nhận định với Newsweek rằng cuộc khủng hoảng COVID-19 sẽ ngày càng thúc đẩy thái độ hoài nghi với Trung Quốc. Mối quan hệ ngày càng gia tăng, căng thẳng giữa châu Âu và Trung Quốc sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Thêm vào đó, bắt đầu từ giữa tháng 3, Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến dịch ngoại giao khẩu trang tại châu Âu với các lô hàng lớn bao gồm khẩu trang, thiết bị y tế được tô điểm với lá cờ Trung Quốc màu đỏ. Nhưng chiến dịch thất bại nặng nề do chất lượng của sản phẩm Trung Quốc quá kém đến mức một số nước châu Âu đã phải thu hồi trang thiết bị sản xuất tại Trung Quốc này. Đây là hình ảnh khẩu trang mà Pháp đã đặt mua tại Trung Quốc được phi cơ vận tải đến Pháp và hạ cánh vào tháng 3 năm 2020. Hàng ngàn bộ xét nghiệm và khẩu trang y tế của Trung Quốc không đạt chuẩn hay là bị lỗi, theo giới chức ở Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan chia sẻ như vậy. Hà Lan đã phải thu hồi 600.000 khẩu trang y tế trong số 1,3 triệu từ Trung Quốc chuyển đến vào hôm 21 tháng 3 và đã được phân phát cho nhân viên y tế tuyến đầu chống virus corona. Lý do thu hồi là cho dù được gắn chứng chỉ chất lượng KN95 tương đương với tiêu chuẩn FFP2 của châu Âu, giới y tế Hà Lan đã phát hiện ra nhiều chiếc khẩu trang không che kín được phần mặt cần che, hoặc là bộ lọc không hoạt động đúng cách. Phần còn lại của chuyến hàng ngay lập tức đã bị ngưng và chưa được phân phối. Một thông cáo của chính phủ Hà Lan đã nói, hiện chính phủ đã quyết định không dùng bất cứ thứ gì trên phần còn lại của chuyến hàng này. Chính quyền Tây Ban Nha cũng gặp phải các vấn đề tương tự với các bộ thử đặt từ một công ty Trung Quốc. Tây Ban Nha đã mua hàng trăm ngàn bộ thử để chống dịch, nhưng sau đó cho hay 60.000 bộ xét nghiệm đã không xác định được kết quả là bệnh nhân từng có virus hay không. Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố họ đã phát hiện một số bộ thử đặt của các hãng Trung Quốc không đủ độ chính xác, mặc dù khoảng 350.000 bộ thử hoạt động tốt. Các cáo buộc về chất lượng kém cỏi của bộ phận xét nghiệm và khẩu trang Trung Quốc dĩ nhiên đã khiến Bắc Kinh hết sức bực tức. Đây là hình ảnh một nhân viên y tế cầm một bộ xét nghiệm nhanh virus corona chủng mới. Một cách chính thức thì chính quyền Trung Quốc cam kết sẽ điều tra và khắc phục những thiếu sót trong sản phẩm của họ. Nhưng bên cạnh đó cũng có những sản phẩm và ứng dụng lạ lùng là đổ lỗi cho bên mua. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 28 tháng 3 đã thản nhiên cho rằng các sự cố liên quan đến một số bộ xét nghiệm virus corona của Trung Quốc bắt nguồn từ sự
hiểu biết không đầy đủ của một số quốc gia về phương pháp thử nghiệm khác nhau. Tờ báo L'Opinion của Pháp bình luận, hiển nhiên là uy tín của Bắc Kinh đang bị thử thách trong lĩnh vực này và họ không nên để xảy ra quá nhiều vấn đề về chất lượng sản phẩm. Bằng không, mọi nỗ lực để khôi phục hình ảnh bị hoen ố của họ có thể trở thành vô ích. Một số quan chức châu Âu đã tỏ ý bất bình trước thái độ khoa trương của chính quyền Trung Quốc liên quan đến các hoạt động hợp tác. Những quan chức này đã có lý khi nhắc lại rằng vào cuối tháng 1, khi Bắc Kinh yêu cầu sự giúp đỡ từ Ủy ban châu Âu, Bruxelles đã gửi 56 tấn vật tư y tế qua Trung Quốc mà không quảng bá việc này để giữ thể diện cho phía đối tác. Chính sách ngoại giao khẩu trang cũng như viện trợ y tế mà Trung Quốc đang quảng bá rộng rãi được thực hiện một cách có chủ ý, tùy thuộc theo từng quốc gia. Đây là hình ảnh Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bên phải và Thủ tướng Hungary Zoran tại Budapest, Hungary vào ngày 28 tháng 11 năm 2017. Các chuyên gia nhận thấy mối quan hệ tương tác giữa các công ty Trung Quốc có những lợi ích thương mại trong nước với những khoản quyên góp từ các công ty này tại những nước như Hy Lạp, Hungary, Italy, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Trung Quốc ưu tiên vận chuyển khẩu trang và máy thở cho các nước như Ý và Hungary, những nước có hưởng dự án vành đai và con đường của Trung Quốc, đồng thời tránh hỗ trợ các quốc gia đã né tránh dự án này của Trung Quốc. Một nghiên cứu dựa trên phân tích vai trò của Trung Quốc đối với việc xử lý khủng hoảng viêm phổi Vũ Hán tại 19 nước châu Âu nhận định. Trong khi chiến lược ngoại giao công khai ngày càng chủ động của Trung Quốc diễn ra rộng khắp, thì dường như có một mức độ nhất quán tương đối trong việc truyền đi thông điệp. Đó là sự đa dạng trong các phương thức từ mức độ thấp, chẳng hạn như với Litva hoặc Romania, cho những tấn công quyến rũ với Ba Lan hoặc Bồ Đào Nha, Ý hoặc Tây Ban Nha, và khiêu khích hoặc gây hấn như với Thụy Điển, Đức và Pháp. Đội ngũ các nhà ngoại giao Trung Quốc đã tận dụng đại dịch để thể hiện phong cách ngoại giao chiến lang nhằm ghi điểm với chính quyền Cộng sản bất chấp việc vi phạm các nguyên tắc ngoại giao, cũng như làm hoen ố hình ảnh Trung Quốc trên trường quốc tế. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong dinh Tổng thống Ý ở Roma vào ngày 22 tháng 3 năm 2019. Các thuộc hạ của chế độ bắt đầu loan tin thất thiệt nhằm mô tả các nền dân chủ ở châu Âu như là đã suy yếu, bất lực so với chế độ toàn trị của Trung Quốc. Tại Pháp, Đại sứ quán Trung Quốc cho đăng trên trang web của mình những thông tin như nhà dưỡng lão của Pháp bỏ mặc cho người già chết. Hoặc tại Ý thì họ cho loan truyền tin đồn là nguồn gốc viêm phổi Vũ Hán thực ra xuất phát từ châu Âu, hay phát tán một video clip được ngụy tạo, cố ý chỉnh sửa cho thấy người dân Romania chơi quốc ca của Trung Quốc để tỏ lòng biết ơn. Tại Đức, các nhà ngoại giao Trung Quốc cố thúc giục chính quyền Berlin công khai ca ngợi Trung Quốc nhưng đã không thành công. Phản ứng trước những sự kiện nêu trên, bộ phận ngoại giao của châu Âu đã tập hợp một báo cáo những thông tin quan trọng nhất và đây là những thông tin thất thiệt nhất mà Trung Quốc và một số kẻ tình nghi thông thường khác là Nga loan truyền. Trung Quốc đã phản ứng ngay, gây sức ép với tác giả để họ hạ giọng. Điều này tuy nhiên đã làm cho sự vụ xấu đi. Các nghị sĩ châu Âu đã tức giận thêm và đòi lãnh đạo châu Âu phải cam đoan là không tự kiểm duyệt trước sức ép của Trung Quốc. Với động cơ lợi dụng tối đa đại dịch thông qua một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ và trắng trợn, Trung Quốc đã vô tình để cho châu Âu thấy rõ bộ mặt trục lợi bất cần đạo lý của mình. Và chính phủ các quốc gia châu Âu đã cẩn trọng hơn với Trung Quốc trong 2 năm qua khi sáng kiến vành đai và con đường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện khắp lục địa, tham gia vào các công ty robot, cảng biển, doanh nghiệp lớn từ Địa Trung Hải cho tới biển Baltic. Đây là hình ảnh trụ sở của công ty IMEC Technology tại London, Anh. Một số quốc gia châu Âu còn quan ngại về chương trình Made in China 2025, với kỳ vọng của Bắc Kinh trở thành đầu tàu thế giới về công nghệ then chốt. Nhiều nước cho rằng đây là mối đe dọa đối với công nghiệp châu Âu. Khi giá cổ phiếu chao đảo vì khủng hoảng dịch viêm phổi Vũ Hán, các quốc gia như Đức đã thắt chặt quy định vì lo ngại cho rằng Trung Quốc có thể nhân cơ hội này kiểm soát cổ phiếu ở những công ty yếu thế do dịch bệnh. Ủy viên châu Âu phụ trách lĩnh vực cạnh tranh Mark Rutte chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Financial Times rằng các chính phủ cần mạnh tay mua vào cổ phiếu của các công ty yếu thế để ngăn chặn Trung Quốc tận dụng cơ hội này. Không trực tiếp đề cập đến Trung Quốc, nhưng các bộ trưởng thương mại châu Âu vào ngày 16 tháng 4 đều thống nhất về tầm quan trọng của việc đa dạng hóa để giảm phụ thuộc vào các quốc gia khác về nguồn cung. Bước đầu tiên là Đức dự kiến sẽ dùng ngân sách quốc gia để khởi động sản xuất hàng triệu khẩu trang tính đến cuối mùa hè. Trung Quốc hiện xuất khẩu 25% khẩu trang trên toàn thế giới. Ông Jörg Vogler cho biết thảo luận về chuỗi cung ứng hình thành
kể từ khi Bắc Kinh đóng cửa các cảng biển vào đầu năm nay, gây lo ngại dược liệu tại Trung Quốc không thể đến châu Âu. Cũng từ đây, các nghị sĩ nhận thấy rằng cần phải đảm bảo các sản phẩm chiến lược. Tại Anh, đất nước mới chính thức rời khỏi châu Âu cũng có những lo ngại tương tự với Trung Quốc. Nghị sĩ đảng bảo thủ Tom, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh vào ngày 15 tháng 4 chỉ trích Trung Quốc đang lợi dụng tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán để thâu tóm quyền kiểm soát các công ty tại châu Âu, trong đó có công ty IMEC Technology chuyên về công nghệ của Anh. Ngày 14 tháng 4, các nghị sĩ Anh triệu tập lãnh đạo của IMEC để chất vấn lo ngại của công ty này đang tính chuyển giao quyền sở hữu phần mềm an ninh nhạy cảm cho công ty do Trung Quốc sở hữu. Nhà bình luận Đức Andreas Kluth nhận định uy tín của Trung Quốc càng lúc càng lụn bại tại châu Âu, cho dù về mặt kinh tế, cường quốc châu Á vẫn rất hấp dẫn. Tác giả cho rằng Trung Quốc chỉ có thể tự trách mình trước các phản ứng kỳ thị nói trên. Các viên chức Trung Quốc đã tạo nên một nỗi tức giận chung đối với Bắc Kinh trên một lục địa gồm những nước hầu như luôn bất đồng với nhau trên mọi việc. Vào đầu năm nay, khi chưa có dịch, chương trình hoạt động của Liên minh châu Âu đầy ắp những thượng đỉnh châu Âu và Trung Quốc nhằm chào mừng quan hệ song phương. Thế nhưng may mắn cho châu Âu là đại dịch đã giúp cho họ nhận ra bộ mặt thật của nhà cầm quyền cộng sản ở Bắc Kinh và bắt đầu tự giải thoát khỏi những mối quan hệ tồi tệ này. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 4 tháng 5 năm 2020 với bản tin Trung Quốc đánh mất châu Âu. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.